Anh Khoa và những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả truyền hình đang đến với chương trình ca nhạc lần này và với chủ đề Hẹn ước mùa xuân. Mùa xuân là mùa của yêu thương và quý vị thấy đấy, anh Khoa đang đứng giữa trung tâm của đường phố Sài Gòn, tấp nập dòng người qua lại, xe cộ thì rất là nhiều và thật ra nói với quý vị như vậy thôi nhưng mà vẫn thấy là thiếu một cái gì đó ở bên cạnh mình chẳng hạn. Dạ anh Khoa, cái ngày này hồi nãy là tiền đi kiếm quá trời luôn, đâu có thấy Khoa đâu. Cái tiền thấy một người quá can đảm đứng giữa trung tâm thành phố, hình ra là chạy tới mừng quá Khoa. Tại sao bạn lại đến trễ như vậy? Tại vì hôm nay Tiên biết là gặp gỡ quý vị khán giả mà đặc biệt là chúng ta đang cùng đến với một mùa xuân nữa nên phải diễn là đẹp, thấy không nè. Mùa xuân thì ai cũng chuẩn bị cho mình sum xuê, nào là áo mới nè, rồi giày mới, tóc cũng mới, tất đúng cả rồi, đều mới hết. Và dường như là cái mới mẻ đó chúng ta đều phải chờ mùa xuân bắt đầu để có thể có dịp khoe sắc. Nhưng mà nãy giờ là mọi người nữa. Hồi nãy giờ là Khoa thấy toàn là màu sắc không mà. Thế nhưng mà Khoa thấy có ngửi thấy điều gì không? Thật ra khi mà đứng giữa đường phố Sài Gòn á, quý vị biết không, cho dù là mỗi con người Việt Nam chúng ta ở bất cứ nơi nào, ở trên mọi nẻo đường của Việt Nam đều cảm nhận được cái không khí của mùa xuân rộn ràng. Quý vị ở Sài Gòn lúc nào cũng tất bật, cũng nhộn nhịp cả. Và vào những cái ngày đặc biệt thì thường có những cái chương trình lễ hội, hay là lễ hội bánh chưng, bánh tét nè, rồi hội hoa xuân, rồi chợ Tết vân vân, rất là nhiều. Trời ơi, Khoa nói nghe hấp dẫn như sợ luôn. Và đó chính là hương vị của mùa xuân. Trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Hẹn ước mùa xuân, có lẽ Ngọc Tiên và anh Khoa sẽ mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên của chương trình, đó chính là ca khúc Hương Xuân, sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện và tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường. Duyên dáng áo hoa hồng nồng để dịu dàng tia nắng nắng xuân anh lên má tươi hồng, mọi người dành cho nhau những câu an lành hòa mình cùng xuân vui trống lên bạn ơi. Em thơ nô đủ vui tung tăng trong mái sân, ông cười tươi lớn không trong trà ngon, tóc sâm bà tôi hân hoan đón xuân yêu thương như về đây, treo trên đôi nhành mai gió đưa làn hương hoa bay khắp vòng, say sưa câu chuyện vui, say sưa trong tình thương, hát theo cùng nhau xuân này rất vui. Wow, wow. Yeah yeah, la 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 la. Lòng lanh thế trên vai, lần lần con tim trong mai, đu đưa hương xuân như đang lay, lấy yêu thương kia sẻ chia. Bước chân ta như tiếng vang Happy New Year, Happy Happy New Year. Chia tay nhau bao thứ xuân năm nay, Happy Happy New Year. Câu chuyện vui,
chứa trong tình thương, hát theo cùng nhau tuần ngày rất vui. Wow, wow. Yeah yeah, la 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 la. Yêu thương như bề đây treo trên đôi nhanh mai, gió đưa làn hương hoa bay khắp phòng. Say sưa câu chuyện vui, say sưa trong tình thương, hát theo cùng nhau tuần này rất vui. Quả thật là khi mà nghe ca khúc Hương Xuân vừa rồi xong thì Tiên cảm nhận được hình như là mình đã đi rất nhiều nơi ở trên đất nước của mình để cảm nhận được mỗi cái hương vị khác nhau. Nhưng mà Khoa, hồi nãy Khoa chỉ nói là có một vùng duy nhất thôi. Nhưng mà thật ra thì Tiên muốn tìm hiểu nhiều hơn về mỗi cái Tết ở những nơi khác nhau trên đất nước chúng ta. Ở miền Bắc hay là ở Tây Nguyên thì Tết đó, rất là lạnh. Ở những cái dẻo cao hay là ở những cái vùng cao nguyên nữa, rồi có hoa đào nở nè. Ở Sài Gòn hay là ở các tỉnh miền Tây thì hoa như thế nào? Hoa mai à, ở miền Trung á là theo miền Nam mình gọi là trái bắc, nhưng mà ở ngoài đó gọi là trái quất. Có trái quất là một cái giống như là đặc sản, cái nét đặc trưng ngày Tết, đúng không ạ? Cái ngày Tết của ở miền Trung. Còn nói đến ẩm thực thì vô số nhiều Tiên à. Tiên đó là đông dưa chua nè, rồi đây là miền Bắc, miền Bắc. Đúng rồi, gà hầm với măng, rồi chươm, rồi củ kiệu, thịt kho, hột vịt vân vân, rất là nhiều. Trời ơi, tự nhiên cái rồng rôm. Thật ra là Tết năm nào cũng vậy, cứ Tết đến thì chúng ta được ăn rất là nhiều những món ăn của những ngày Tết trong mỗi gia đình Việt Nam. Khoan, thôi đừng có bàn gì ẩm thực nữa, làm Tiên thèm quá à. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với một bài hát như thế nào, hay gặp gỡ ai nữa ta? Chúng ta sẽ mời quý vị khán giả cùng đến với một sáng tác của Lê Quang qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ca khúc được mang tên Những mùa xuân dịu dàng. Mùa xuân